Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện bài tập 3, đó là vẽ mô phỏng mô đun ma trận phím kết hợp 4 led 7 đoạn. Yêu cầu ban đầu 4 led hiển thị 4 gạch và mỗi lần nhấn một phím thì phím đó được dịch vào 4 led 7 đoạn từ bên phải. Ví dụ nhấn 1, kết quả là 3 gạch 1. Nhấn tiếp số 3, kết quả là 2 gạch 1 3. Thì bài này mình sử dụng mạch điện của mô đun 32 led mà tiết trước mình đã vẽ. Nhưng mà bài này thì 32 led mình sẽ không sử dụng, mà mình sẽ vẽ thêm, đó là ma trận phím và một cái mô đun 4 led 7 đoạn. Đây, các bạn có thể thấy là ma trận phím được điều khiển bởi các chân từ RB2 đến RB7. Chi tiết thì đây là mô đun 4 led 7 đoạn. Thì cách hoạt động nó cũng tương tự với lại mô đun 32 led. Chỉ khác một chỗ đó là mỗi cái thanh ghi nó sẽ gắn với một led 7 đoạn. Còn cách thức hoạt động thì nó cũng giống nhau thôi. Và bài này mình sẽ không sử dụng 32 led đơn nữa. Thì đó là phần mạch điện. Bây giờ mình sẽ viết chương trình cho nó. Các bạn có thể thấy chương trình này cũng rất là đơn giản. Mình sử dụng thư viện là BigKit Ship1.c và BigKit ma trận phím K4x4. Đầu tiên thì mình khởi tạo các IC chốt và các chân B. Bài này mình chủ yếu sử dụng hàm xuất 4 led 7 đoạn 4 số, và mỗi số mình gắn là một biến I3, I2, I1 và I0. Yêu cầu đề bài ban đầu đó là hiển thị 4 gạch, nên mình đặt cái thông tin ban đầu cho nó là 0xbf, đó là dấu gạch ngang, và sau đó xuất 4 led 7 đoạn này ra thì khi mà vừa chạy sẽ hiện được 4 dấu gạch. Sau đó mình sẽ nhấn phím và kiểm tra điều kiện. Nếu mở phím khác 0xff, có nghĩa là lúc này phím đang được nhấn, thì công việc của mình chỉ đơn giản là dịch các dữ liệu sang trái một đơn vị, có nghĩa là I3 lúc này sẽ lấy giá trị là I2, I2 sẽ lấy giá trị của I1, I1 lấy giá trị là I0, và I0 lúc này mình sẽ lấy giá trị là mã 7 đoạn của mã phím mà mình vừa nhấn, và sau đó mình sẽ xuất 4 led 7 đoạn này ra. Bây giờ mình sẽ biên dịch thử. Đây, nạp cái file đó vào. Đó là bài tập 3. Ok. Đây, các bạn có thấy là khi mà vừa chạy thì nó hiện là 4 gạch. Bây giờ mình sẽ ấn thử phím số 1. Đây, số 1 nó sẽ đã xuất hiện từ bên phải. Mình sẽ ấn tiếp phím số 6. Mình sẽ ấn tiếp phím số 9. Đây, các bạn có thể thấy là 169 và số 3 chẳng hạn. Bấm một lần số 0. Đấy. Thì số 0 này sẽ được dịch vào và số 1 đầu tiên nó đã mất đi. Đấy, như vậy thì mình vừa thực hiện xong bài tập 3. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.